Hello, chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Where Cartoon. Thuyết đa vũ trụ hẳn là đã quá quen thuộc trong các bộ phim Marvel. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề đó, nhưng mà là ở trong Adventure Time. Và với một bộ phim mà điều gì cũng có thể xảy ra, thì đã có rất nhiều những giả thuyết xoay quanh từng tập phim và thậm chí là từng nhân vật trong phim. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những giả thuyết thú vị xoay quanh hai nhân vật spotlight là Fiona và Kate nhé. Let's go! Trước hết, hẳn là chúng ta đã không còn xa lạ gì với đôi bạn Fiona và Kate nữa rồi phải không nào? Khá thú vị là đôi bạn này chính là phiên bản mang giới tính đối lập với bản gốc Finn và Jack, thậm chí có cả cái tên, trang phục, cốt truyện cũng gần giống nhau. Không chỉ có Fiona và Kate, mà những người xung quanh Finn và Jack như công chúa Bubblegum hay là Marceline cũng có một bản thể tương tự như vậy. Sự giống nhau như thể đã được sắp đặt khiến cho tớ không ngừng đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của hai cô bạn này. Fiona và Kate được giới thiệu lần đầu trong tập phim cùng tên là Fiona and Kate. Thoạt đầu xem tập này, có thể các cậu cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại có một cô gái giống hệt Finn đang xuất hiện ở đây như vậy. Cho đến cuối phim, cú plot twist đã khiến cho chúng ta hiểu ra rằng Fiona và Kate là một sản phẩm fanfiction của vua băng mà theo như lời ông ta nói là được lấy cảm hứng từ Finn. Tất nhiên, chỉ có như vậy thì tớ đã không nghi ngờ đến thế. Fiona và Kate dần xuất hiện nhiều hơn ở trong những tập sau. Họ hoạt động sống động, hệt như họ mới là chủ của Adventure Time, chứ không phải là Finn và Jack. Cảm giác họ không phải là một câu chuyện do vua băng kể, mà là họ thật sự đang sống vậy. Chính những điều đó càng khiến tớ tò mò hơn về sự tồn tại của hai cô bạn này. Liệu họ có đang thật sự tồn tại ở một thế giới song song nào đó, hay chỉ là một câu chuyện giả tưởng do vua băng tự nghĩ ra thật? Liệu có một thế giới nào đang tồn tại song song với Adventure Time mà chúng ta chưa khám phá ra hay không? Cho tới nay, thuyết đa vũ trụ vẫn luôn là một thứ gì đó khá mơ hồ trong thế giới thực. Thế nhưng, đây cũng là một nguồn cảm hứng bất tận cho những bộ phim có yếu tố kỳ ảo như Adventure Time. Những cá thể gần giống nhau, cùng tồn tại trong một Adventure Time là một điều không thể tránh khỏi. Chỉ là chúng ta chưa thể tìm ra mà thôi. Nghe thì có vẻ không được thuyết phục, thế nhưng tớ bắt đầu tin vào việc Fiona và Kate thực sự có thật khi xem tập Mystery Dungeon. Sau khi có được điều ước khi đã vượt hết các cửa ải, vua băng đã ước rằng Fiona và Kate sẽ được tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên thì điều ước của vua băng đã bị bóp méo và nó đã khiến cho quyển truyện viết về Fiona và Kate của ông sống thay vì là Fiona và Kate như trong tưởng tượng. Cho đến cuối tập Bad Little Boy, ta thấy được vua băng có hẳn một điện thờ Fiona và Kate ở dưới hầm của mình. Tớ tin rằng có thờ có thiêng, hẳn là Fiona và Kate chắc chắn chỉ có ở đâu đó quanh đây, như vua băng đã nói ở cuối tập đó. Nhìn cách mà vua băng chăm chỉ tìm cách đưa Fiona và Kate đến thế giới hiện tại, khiến tớ cũng cùng mang một suy nghĩ với vua băng rằng họ đang tồn tại, nhưng làm cách nào để tìm được họ bây giờ? Mọi thứ về Fiona và Kate đều khá mơ hồ, cho đến tập Five Short Tables. Cụ thể, cú tweet ở cuối tập này cho thấy, Cuber có kể một câu chuyện liên quan tới vua băng đang kể chuyện về Fiona và Kate qua một chiếc màn hình. Cuối phim thì Cuber có nhận xét rằng, anh ta sẽ không bao giờ có suy nghĩ về những cái bản giống như vua băng vậy. Nếu như các cậu đã từng xem video giải thích về Five Short Tables của tớ, thì có lẽ các cậu cũng đã hiểu rằng phong cách kể chuyện của Cuber thường là kể qua màn hình và đến một lúc nào đó anh ta sẽ dừng màn hình lại, đồng thời bắt chúng ta đoán ý nghĩa của những câu chuyện đó. Thế nhưng có bao giờ các cậu hỏi rằng những gì mà anh ta chiếu trên màn hình được lấy ở đâu ra hay chưa? Câu trả lời tớ sẽ để ở phần sau nhé. Tuy nhiên, qua Five Short Tables, ta có thể hiểu được rằng những gì diễn ra trong suốt tập phim đều là những gì được Cuber chứng kiến qua màn hình, và hẳn là anh ta đã nhìn thấy Fiona và Kate ở trong đó. Vấn đề được đặt ra ở đây là Cuber không có một mối liên hệ cụ thể nào với các nhân vật ở trong phim, mà ta chỉ biết rằng anh ta là một người đến từ tương lai Adventure Time 1000 năm sau. Vậy thì tại sao anh ta lại có thể biết rõ ngọn ngành những câu chuyện của quá khứ như vậy, lại còn có cả hình ảnh phản chiếu tường tận? Tớ nghĩ rằng những câu chuyện đó cũng đã thật sự diễn ra, và bằng một cách nào đó, chúng đã được ghi lại như một đoạn băng. Còn việc ai đã ghi lại những đoạn băng này thì tớ sẽ tạm thời coi đó là một ẩn số chưa có lời giải. Giả thuyết này càng thuyết phục hơn nữa khi tập Fiona and Kate and Fiona được công chiếu. Tập phim cho thấy rằng cũng có một người phụ nữ giống như Cuber. Bà ta đã có một tín hiệu bí ẩn về Fiona và Kate được truyền tới TV vào lúc nửa đêm. Sau đó, người phụ nữ này đã nhanh tay ghi lại tín hiệu được phát trên TV đó và lưu chúng vào một cuộn băng. Vậy lại có một câu hỏi nữa là tín hiệu bí ẩn đó được phát ra từ đâu và do ai phát? Qua đây, chúng ta cũng thấy rằng đây là một trường hợp tương tự như Cuber, khi có thể có được tường tận những cảnh quay mượt như bơ về cuộc sống thường ngày của những nhân vật trong phim và có thể trình chiếu chúng một cách hoàn hảo trên màn hình. Điều này càng củng cố niềm tin cho tớ rằng Fiona và Kate 80% đang thật sự tồn tại và có thể họ đang ở một thế giới song song nào đó trong vũ trụ này.
Còn một điều nữa chính là Vũ Băng đã nói rằng ông có được ý thức về Fiona và Cake trong buổi đêm khi nói với khán giả của mình, và thật trùng hợp rằng cuối tập phim đó, Vũ Băng cũng nhận được tín hiệu màu đỏ có hình ảnh của Fiona và Cake tới với ông trong giấc ngủ. Vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng ý tưởng về Fiona và Cake của Vũ Băng không phải là ngẫu nhiên, mà nó đã được truyền tới ông vào lúc ông không để ý, đó là khi đang ngủ. Và tất nhiên, bằng cách nào đó, hai con người ở thế giới song song đã xuyên không tìm tới ông và truyền tín hiệu. Dù sao thì đó cũng chỉ là những giả thuyết và một chút manh mối bé nhỏ mà tớ thu được sau khi xem phim. Vào năm 2021, đã có một thông tin được xác thực rằng sẽ có một series ngắn gồm 10 tập nói riêng về Fiona, Cake và Simon sẽ được lên sóng trên HBO vào năm 2023. Đến đây thì có vẻ như thông tin Fiona và Cake có thật đang dần được confirm. Thế nhưng với sự xuất hiện của Simon ở đây lại khiến tớ có thêm một câu hỏi nữa, đó là tại sao lại là Simon? Hẳn việc tín hiệu được truyền tới Vũ Băng là có lý do, và sự xuất hiện của Simon lại càng làm tớ thêm nghi ngờ. Nếu như đã chọn Simon làm người đồng hành cùng hai cô gái trong series ngắn này, thì hẳn là kể từ hồi còn là Simon thì ông đã được biết tới Fiona và Cake chăng? Thế nhưng tại sao? Đối với Simon, một nhà nghiên cứu những di tích trong Adventure Time, thì việc ông từng cố tìm cách xuyên qua những không gian khác có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Trong tập Betty, ông có thể nhanh chóng, thuần thục và có thể hiểu rõ được rằng ông đang làm gì và cần những gì để có thể xuyên không về gặp Betty. Điều này cho thấy Simon không phải là một nhà nghiên cứu bình thường. Ông rất có đam mê về việc khám phá những cánh cổng ngoài không gian. Ngoài ra, việc Simon từng tìm tới Prismo để đưa Betty trở về cũng cho thấy ông khá thông thạo về khoản xuyên không, bởi tìm tới Prismo cũng không phải một điều đơn giản. Tới Finn và Jake tìm ra cũng chỉ do sự vô tình, mà Simon lại biết được điều này thì hẳn là ông cũng đã có nghiên cứu từ trước. Vậy, rất có thể trong thời kỳ chiến tranh nấm, Simon đã nhận được một tín hiệu nào đó về Fiona và Cake như cách mà người phụ nữ kia đã từng được nhận. Ông cũng đã cố gắng để gặp Fiona và Cake, và ông cũng đã gặp được họ cùng những bản sao đối lập giới tính của Adventure Time trong một vũ trụ song song nào đó. Nếu như Adventure Time có thể mở được những cánh cổng đi ra thế giới khác, thì không thể không mở được một cánh cổng đi tới Adventure Time 2.0, nơi mà những thứ có thể gọi là song trùng của Adventure Time đang sinh sống. Những thế giới song song có thể được tồn tại ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi thời điểm Simon còn là Simon đang diễn ra chiến tranh nấm, thì ông vẫn có thể xuyên không qua tương lai của Adventure Time 2.0 và vô tình nhìn thấy Fiona và Cake. Thật ra, việc gửi tín hiệu xuyên không gian thời gian cũng không phải là không thể. Vẫn có một thuyết âm mưu được đưa ra rằng đang có những nền văn minh tân tiến khác theo dõi chúng ta, và chúng ta cũng đang cố gửi tín hiệu tới các nền văn minh này từ rất nhiều năm trước đó. Hoặc có thể là vài chục hoặc vài trăm năm sau, tín hiệu của chúng ta sẽ tới tay những sinh vật tân tiến ngoài vũ trụ kia. Điều này cũng hoàn toàn có thể xảy ra trong Adventure Time, khi một ai đó trong tương lai đang cố gửi tín hiệu tới Simon và người phụ nữ kia, như một minh chứng cho thấy hoàn toàn đang diễn ra việc một Adventure Time 2.0 cũng đang tồn tại trong thế giới Cartoon Network này. Và đó là dương một chút chia sẻ của chúng tớ về sự tồn tại của Fiona và Cake trong Adventure Time. Trước thêm ra mắt Fiona and Cake chính thức vào năm 2023, thì các cậu có thể coi đây là một video tham khảo nhỏ nhỏ để đối chiếu với tương lai sau này nhé. Còn bây giờ thì Way to Way out!